Rama xin phép chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa, cũng như các bác đam mê âm thanh xưa và thiết bị đài cổ. Thì hôm nay em đang xử lý mấy cái bo mạch radio, những mạch chính của con PC300. Bạn khách ở Đan Phượng, bạn ấy gửi rất nhiều bo radio mà nói thật luôn là bo nào bạn cũng chọc máy rồi, bo nào cũng chọc máy rồi là. Mà thấy không? Câu kẹo chân mạch với chung bo là ông lát. Bạn gửi cho 2, 4, 6 2 bo này nữa là 6 bo. Bo là ông chọc máy rồi. Để em phục hồi lại cho 2 bo radio còn chạy ok và xử lý 2 vỉ. Chung là bạn ấy cũng nghịch ngợm, chả biết bạn phải thợ sửa điện tử hay không. Bạn nghịch ngợm ở đây rồi, chọc máy lát chân mạch rồi. Em lại nhớ đến là có chú khách ở Thái Nguyên, chú ấy có hỏi về clip để thay dây cu loa cho cửa A715. Thì đây, cái bộ cơ của nó đã hoàn thiện rồi. Thì tí nữa em tháo ra em lại có một câu chuyện rất hay để em kể với các bác. Thì thứ nhất là ở trên đây nó có hai lỗ, hai con ốc. Các bác tháo ra, quá thông cảm nhé, bởi vì là tay em cầm điện thoại nhé. Để em tháo ra, tháo hoa con ốc này ra thì sẽ tháo motor ra nhé. Tháo hoa con ốc này ra là sẽ tháo motor ra này. Đấy, đổ hoa con ốc ra, tháo motor ra thì tiếp theo nữa là ở đây nó có cái lẫy này các bác này, hai lẫy để giữ cái này. Chúng ta cạy nó ra. Đấy, chúng ta cậy hai lẫy này ra. Thì em lại chia sẻ các bác như này. Thì đây, loại này loại có bánh bánh cao su trung gian. Bánh cao su trung gian thì cái dây cu loa nó hơi khác một tí so với cả cái loại mà bánh răng. Là bánh răng ấy, thì cái vòng này này, vòng của trục để đi sang bên này thì nó nằm ở dưới, thì chúng ta phải luồn ở dưới, chúng ta vòng sang. Còn như cái này ở trên thì đây là cái vòng dây cu loa nhỏ ở trên, đây dây cu loa nhỏ ở dưới. Thì thật ra thay dây rất đơn giản đó các bạn. Nhưng mà em có câu chuyện như này. Tức là có một bạn chuyên sửa đài, YouTuber làm chuyên sửa đài và làm YouTube, thì bạn có thay dây theo kiểu là như thế này. Tức là bạn ấy cho dây vào trong này trước, xong là bạn ấy đại cái này lên. Đây, bạn đại lên như này, bạn nắp motor, bạn nắp motor vào như này, xong bắt đầu bạn mới thò cái banh vào, bạn ấy mới luồn dây cu loa. Thì bạn có làm clip là thay dây cu loa cho cửa A715. Thì em cái nhìn clip đó thì em mới nói một câu rằng là em bình luận câu là bạn làm như thế nó không đúng quy trình mà gây khó cho bản thân. Bởi vì sao thì em lại nói ở cái nhà sản xuất họ đã đưa ra hai cái chân. Họ đưa ra hai cái chân. Hai cái chân này thì để làm nhiệm vụ gì? Hai chân đó để móc dây cu loa vào và các bác lắp motor vào cho các bác mới gạt dây cu loa. Thì em có bình luận là bạn làm như vậy thì tự gây khó cho bản thân, bởi vì là họ nhà sản xuất họ đều tính toán cho mình hết về cách lắp dây cu loa. Thì em đã bị một comment, chả biết là chắc của người khán giả hay theo dõi kênh. Thì bạn đó có đại loại, bạn đó có chửi mình, bạn đó có chửi em là bạn bình luận lên rằng là ý bình luận lên kênh của bạn kia là bạn cứ làm theo cách của bạn, còn ông nào giỏi thì ông nào giỏi thì đi mà thế nọ đi mà thế kia, đại ý như vậy. Là em có tranh luận trên đó, nói thật luôn là tay đấy là nó có chửi em. Nên là em chỉ bình luận với cả cái bạn chủ kênh là cái này là cái chia sẻ cho nhau, chứ còn đâu nó chả hơn thua gì cái vấn đề đó cả, mà là chia sẻ kinh nghiệm và cách cho nhau để làm sao cho nó nhanh và chuẩn, thế thôi. Còn đâu là có gì đâu, thắng thua ở đâu mà nhảy vào bình luận xong là nói là ông nào ông kia tài giỏi thế nọ kia. Đâm ra ấy, có những một số cái em nói thật luôn, em nói thẳng luôn cái thằng kia là đầu mày đéo có lão. Đây người ta chỉ là vào bình luận
Bởi vì sinh ra video là phải để có mọi người bình luận. Em nói thật, kênh của em có những ai bình luận mang cái từ ngữ nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của mình, em vẫn để, em không dám xóa. Thì cả như hôm là có bác cái đăng bác em có đăng cái băng bờ tút thì bác có nói là lấy của shop ít bữa thì về nó hỏng. Thì em bảo luôn là sao, thì hôm rồi bác ấy mới mới bình luận lên thì em bảo luôn là sao cái lúc đấy nó gặp lỗi thì bác không liên hệ với em. Em nói thật luôn câu là liên hệ với em thì em sẽ có hướng giải quyết xử lý cho bác cái vấn đề đó, chẳng làm sao cả. Nên là chẳng, nói chung là nên là các bác có vấn đề gì các bác cứ liên hệ lại, không làm sao hết. Đây em lại chia sẻ các bác cách như này. Quay vào chủ đề chính của là đây, thì các bác vòng dây con loa đây, các bác thông cảm em làm một tay nhé. Đây này, các bác vòng dây con loa đây, thì ở đây các bác nhìn thấy ở đây nó có, để em quay gần hai cái cá chưa các các bác thấy có hai cá chưa, hai cái chân chưa, hai chân này chính là hai chân để mình móc cái dây con loa vào đây. Để em lấy cái đấy này em xử lý. Cơ bản là em vừa quay em vừa làm nó hơi khó nhé. Bởi vì này em nói thật luôn, này em không phải là chuyên nghiệp nên là em không làm giá, mà một số clip nó ấy em không có thời gian để em quay, làm clip nó sẽ rất dài. Đây các bác thấy chưa? Thì khi ta vòng cái dây cu loa vào đây là nó đã giữ lại rồi, và tiếp tục nữa là ta lắp cái dây cu loa nhỏ. Lắp dây cu loa nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả không cứ gì con này đâu, mà nhiều con khác nó sẽ có những cái chân như này, họ làm một chân như này nó có tác dụng của nó chứ không phải làm ra để thừa. Những con khác phức tạp hơn nó cũng có chân như vậy. Chứ không thì các bác mà loay hoay các bác xử lý những cái vấn đề mắc dây con loa này nó sẽ rất khó. Đây, xong rồi đút từ này trước đi cho dễ này. Đây này, xong rồi thì chúng ta mới nắp cái sắt này xuống. Và tiếp theo nữa chúng ta đặt motor. Motor này thì nó có các cái lỗ này để chúng ta bắt ốc từ hai lỗ bên này rồi. Chúng ta đặt motor. Cái đoạn này này em hơi khó làm nhé các bác nhé. Em sẽ bắt lại và em sẽ quay đúng lỗ chân này, sẽ quay đúng lỗ chân ốc của cái motor này. Cái điều quan trọng nữa là nó ở khúc sau này thì nó sẽ rất hay. Và tại sao em lại nói là cái dây họ sinh ra hai cái cá đấy để cho chúng ta lồng dây cu loa vào. Các bác thông cảm nhé, để em đặt cái điện thoại xuống một xíu. Đây, khi đã bắt được một bên rồi nhé, cứ tạm thời tính bắt một bên đi. Thì ở đây nó có một cái lỗ đấy nó tương ứng với cả cái nó để khuyết ở cái dây cu loa đằng sau, và dây cu loa của cái lẫy chúng ta vừa mắc vào đấy. Thì các bác dùng cái tô vít hay dùng cái gì các bác đẩy nó xuống đấy. Khi bác đẩy xuống rồi thì nó sẽ ăn với cả cái trục. Đây em sẽ quay gần cho các bác thấy chưa, em đẩy cái dây cu loa xuống phát là nó ăn vào cái đai của motor. Dây hiện tại đang xoắn thì các bác chỉ cần xoay vài vòng trên cái bánh đà này nó sẽ về dây ok cho các bác. Đấy, vậy là xong, rất đơn giản nhé. Đấy, nhưng mà nếu như mà thay vì ta không làm theo kiểu là ta mắc vào cái cá kia mà ta lại cứ thò thò cái banh ở đây, ta luồn ta vòng dây, em nói thật các bác loay hoay chán, nó lại tụt ra xong này ấy, các bác lại phải mất công móc tháo ra các bác mới quấn được cái dây mới lắp được cái dây cu loa. Nhưng mà với cái thao tác mà đúng chuẩn khi nhà sản xuất họ đã đưa ra những một số cái chân ấy, một số cái cá, một cái hữu ích, những cái hữu ích đấy để cho chúng ta thao tác thay dây cu loa, lắp dây cu loa là nhanh, tại sao mà ta không làm theo, đúng không ạ? Tại sao mà ta không làm theo cái cách đó và cái chuẩn của nó nhanh nhất.
thì ta lại đi, ta ngoằng xong bắt đầu là ta khều ta mới lắp dây cu loa. Đâm ra là em chả biết như nào, nhưng mà những cái bác mà nói thì các bác là bảo thủ, giấu dốt và bảo thủ. Để em nói thật luôn là giấu dốt bảo thủ. Em thế thôi, cũng phải lên YouTuber, cũng phải học hỏi kinh nghiệm. Em sửa TV cũng thế, cũng phải tham khảo tài liệu, cũng phải học hỏi kinh nghiệm của những bác làm trước, chia sẻ cho để mình rút kinh nghiệm và mình thêm kiến thức để mình làm những con khác, cũng như cả đài thế thôi. Em làm đài đây, có những con nó khó quá em vẫn phải điện cho ông anh ở Hà Nội tư vấn. Đấy, nếu mà bác biết rồi thì mình xử lý, bác cũng gặp rồi thì bác bảo cái mình xử lý nó nhanh hơn. Còn bác chưa biết nữa thì phải chịu, thì mình lại phải tự mò, nó mất thời gian cho mình. Mình mò mạch thì cũng có một cái hay của nó thôi, nhưng mà tóm lại là phải học hỏi. Clip hôm nay của em chỉ hướng dẫn như vậy thôi, cho các bác nào mà có một cái cách lắp dây cu loa nó đúng và nó chuẩn nhất và nó hiệu quả nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.